hello xin chào các cô chú anh chị đã đến với kênh youtube cây thuốc quanh ta thì ngày hôm nay uh, theo yêu cầu của các cô chú anh chị uh, là kêu mình là chia sẻ những cái bài thuốc để mà điều trị cái bệnh hở van tim và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái cây cái cây này thì khá là quen thuộc với những cái bà con miền tây và nó có rất là nhiều tuy nhiên thì cái hoa của nó thì chỉ có ở mùa nước nổi thôi đây mọi người mình sẽ quay gần cho mọi người xem thì chắc là nếu như các cô chú anh chị nào ở miền tây sông nước thì nhìn là biết ngay đây là cây bông điên điển thì cái hoa điên điển này mình hái về mình nấu canh chua rất là ngon luôn đặc biệt là nấu cùng với canh chua cá linh hai cái đặc sản của mùa nước nổi thì mình nghĩ là nó quá tuyệt vời rồi không những chỉ là một cái món ăn tuyệt vời ngày hôm nay mình còn chia sẻ với các cô chú anh chị mình cái bài thuốc trị hỏ van tim theo như yêu cầu của các cô chú anh chị đã gửi về cho mình Đồng thời, ngoài cái việc điều trị hỏa van tim thì nó còn giúp mình bổ tim. Ngoài ra thì cái đọt của cái cây điên điển này nó còn giúp mình điều trị được cái bệnh dời leo rất là hiệu quả. Dời leo và cả kiến ba khoang cắn luôn, rất là hiệu quả luôn. bệnh hở van tim là cái căn bệnh gì đây là cái căn bệnh có thể gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta nếu như mình không điều trị sớm đây là một cái căn bệnh rất nguy hiểm trong giai đoạn đầu của nó thì cái biểu hiện của bệnh nó sẽ không được rõ rệt cho nên chúng ta khó để mà mình có thể nhận biết sớm được cái bệnh hở van tim cái bệnh hở van tim là khi trái tim của mình nó có bốn van bao gồm van ba lá van hai lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Mỗi van của tim á được ví như là cái cánh cửa để mình ngăn cách các buồng của tim. Van tim nó sẽ đóng lại ngay sau khi máu được bơm đi khỏi buồng tim. Khi một trong những cái van tim bị hở thì máu nó sẽ bị trào ra một phần trở lại buồng tim phía trước, khiến cho tim mình phải hoạt động nhiều hơn để bù lại cái lượng máu thiếu hụt thường thì bệnh nhân sẽ có những cái loại hở van tim ví dụ như là hở van tim hai lá rồi hở van tim ba lá hở van tim động mạch chủ và hở van tim động mạch phổi hở van tim là một cái căn bệnh nó sẽ gây cho mình những cái triệu chứng ví dụ như là đau ngực rồi mình sẽ cảm thấy là khó thở đặc biệt là khi mình gắng sức hoặc là khi mình nằm thì sẽ cảm thấy rất là khó thở rồi sưng phù ở mất cá chân bàn chân và bụng rồi mình sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, chóng mặt, rồi cái nhịp tim của mình nó bị loạn, ví dụ như có lúc đập nhanh, có lúc nó đập bất thường, rồi mệt mỏi. Có thể là tăng cân nhanh, rồi một ngày vài ngày thì mình có thể lên từ 2 đến 3 kg. Đó, đó là một cái căn bệnh nó gây ra rất là nhiều những cái triệu chứng cho mình. Nếu không điều trị sớm thì cái bệnh hở van tim này nó sẽ dẫn đến cái bệnh suy tim, đến lúc đó thì rất là khó điều trị khi nãy giờ thì mình cũng chia sẻ cái biểu hiện của cái bệnh hở van tim rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua các cây thuốc ngày hôm nay để điều trị hở van tim đó là cái cây thuốc gì thì mình cũng đã nói đầu video cái cây thuốc này xuất hiện ở mùa nước nổi thì nó sẽ có hoa nhiều thì mình sẽ sử dụng những cái hoa của nó là hoa điên điển để mà mình có thể điều trị cái bệnh hở van tim bởi vì cái bệnh hở van tim nó rất là nguy hiểm nếu như mình không điều trị sớm thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ rồi nó có những cái biểu hiện rất là khó chịu cho cơ thể mình. Đồng thời nếu mình không điều trị sớm, nó sẽ dẫn ra những cái bệnh như là suy tim. Thì lúc đó rất là nguy hiểm luôn. Thì cây bông điên điển này nó còn có cái tên gọi khác là mùn rút, điền thanh bụi hoặc là điền thanh đầm lầy là nó đấy. Thì cái cây này nó có bụi cao từ 1 đến 4 mét, có khi là cao hơn, thân tròn và bóng, có màu xanh, có sọc tím theo như đông y thì bông và lá của cái cây điên điển này nó sẽ có cái vị ngọt đắng tính mát và nó có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc an thần nhuận trường và lợi tiểu đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cái bài thuốc để mình chữa mụn nhọt từ cái lá của nó đầu tiên chúng ta đi hái những cái lá bông điên điển rồi mình rửa sạch và giả nát với một ít muối sau đó thì mình đắp lên cái chỗ đau bị sưng Thì cái miệng của vết thương nó sẽ mau lành Đây là cái cách chữa mụn nhọt từ cái lá của cái bông điên điển này Tiếp đến thì cái hạt của cái bông điên điển này Thì cây điên điển này nó sẽ có những cái trái Và cái trái đó sẽ có hạt như là hạt đậu vậy Thì mình sẽ dùng để điều hòa kinh nguyệt Với những chị em phụ nữ á, kinh nguyệt không đều Hoặc là bị rong kinh Thì mình sẽ sử dụng hạt của cái bông điên điển này mình sử dụng khoảng 12 đến 16 gram hạt điên điển khô mình sẽ sắc uống hàng ngày uống thay nước trà hàng ngày ngoài ra thì mình có thể dùng bông điên điển này mình xào trứng thì đây là một cái món ăn nó vừa ngon vừa thơm vừa bổ dưỡng vừa giải độc rồi giải nhiệt và đặc biệt là cái món ăn này nó có rất là nhiều cái chất dinh dưỡng để giúp cho cái người mà bị suy nhược cơ thể á rồi ăn ngủ kém hay bị táo bón trẻ em bị mụn nhọt để tháo đường vân vân thì mình dùng cái món này nó cũng rất là bổ dưỡng nữa thì đây mình quay cận cảnh cái hoa của nó hoa của nó khá là đẹp và mình cảm thấy nó là một cái màu vàng rất là đẹp luôn thì nó giúp chúng ta trị hở van tim và đồng thời giúp mình bổ tim thì để mình trị hở van tim bổ tim thì mình sẽ hái hoa của nó rồi mình bỏ hết cuốn nó đi mình lấy khoảng chừng 100 đến 200 gram rồi mình mình rửa thật sạch, mình rửa thật là sạch, rồi tiếp đến thì mình uh, cho vào một cái nồi, một cái tô, rồi mình cho vào một ít đường phèn. Tiếp đến thì mình cho vào cái nồi mình chưng cách thủy. thì sau khi chưng cách thủy thì mình uh, sử dụng mình ăn. thì mình sử dụng như vậy uh, hàng ngày nó sẽ giúp cho mình điều trị cái hở van tim, bởi vì đây là một cái căn bệnh rất là khó điều trị, cho nên mình còn phải sử dụng kiên trì lâu ngày thì cái bệnh của mình nó mới thuyên giảm được chứ cái bệnh hở van tim không thể nào mà điều trị một ngày hai ngày mà hết được trong tất cả các bài thuốc nam thì không có cái bài thuốc nào mà mình sử dụng một ngày hai ngày mà hết được bởi vì thuốc hay thì mình còn phải kiên trì thì nó mới hay được đó là cái cách để mình điều trị cái bệnh hở van tim cũng như là bổ tim còn những cái đối tượng mà bị dời leo hoặc là kiến ba khoang đốt đấy cái căn bệnh này á thì mình nghĩ là cái mình sử dụng cái đọt điên điển này mình điều trị thì nó cũng khá nổi tiếng trong dân gian rồi khi mà mình bị kiến ba khoang hoặc về leo cắn thì mình hái những cái đọt bông điên điển này hái những cái đọt của nó sau đó mình chấm cái mũ nó vào nơi mà bị dừa leo hoặc là kiến ba khoang đốt á thì nó sẽ rất là mau lành mình sử dụng khoảng chừng 2 đến 3 ngày là mình đảm bảo cái vết thương của mọi người sẽ được lành ngay đây là một cái một cái bài thuốc khá là nổi tiếng và được lưu truyền trong nhân gian rất là nhiều thì đó là những cái tác dụng của cái loại cây này ngoài ra thì mình có thể nấu những cái món ăn đặc biệt ngon như là canh chua bông liên điển cùng với cá linh đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng mà mọi người có thể sử dụng để nấu món ăn trong gia đình hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo